anh em ha, mình là Duy đây. Thì khách hàng vẫn là tin tưởng và sự lựa chọn Đế Tông là số 1 luôn. Anh em, khách hàng đang trải nghiệm nhà máy rửa xe của Đế Tông DK3001, dòng máy rửa xe chỉnh áp nặng nhất hiện nay với 11,5 kg. Lấy con này ra. Lấy con đó anh. Anh ơi, giờ phun mạnh xíu rồi em chỉnh xíu, anh chỉnh qua chỗ sàn cái em chỉ anh cách phun bột tiếp đó. Ok, cho nó xe luôn anh, cho nó xe luôn anh. Rồi ok, giờ em sẽ hướng dẫn anh cách lắp bột tiếp nè, anh em xem nha, con này nó uy lực cái nào. Phun một xíu. Đây là trải nghiệm thực tế của khách hàng nha anh em. Ở bên mình luôn mong muốn đưa tới những cái trải nghiệm thực tế cho khách hàng, cũng như là đưa những cái video chất lượng tới cho anh em mình biết được máy khi mà sử dụng nó thực tế như thế nào, để mình có thể mua đúng và đủ về cái con máy mình đang cần mua. Đây là con DK3001 của Đế Tông, nặng tới 11,5 kg. Hiện tại giá bán của nó trên thị trường là trên 2,4 triệu nha anh em, trên 2,4 triệu, nhưng mình bán chỉ có 2,390,000 thôi. Giao hàng về tận nơi, máy nặng 11,5 kg, nên về vấn đề giao hàng nó hơi khó khăn, thì bên mình vẫn cố gắng giao hàng về tận nơi cho anh em nha. Thì khách hàng đã chốt con máy rửa xe Đế Tông 3001 thì rồi, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm thì ủng hộ mình nha. Máy 100% lõi đồng nha anh em. Đây tiếp vùng rất là sướng nha anh em. Ok, cảm ơn anh em đã tin tưởng và sử dụng các dòng máy bên mình nha. Nếu anh em nào đang muốn quan tâm và tìm hiểu kỹ hơn về dòng máy rửa xe Đế Tông 3001 này thì lên trực tiếp trên kênh YouTube Máy Móc Việt Nam mình để tham khảo con máy nha. Cảm ơn anh em.